kìa xem. Sếp phải nghe em giải thích đi xem. Xem. Cậu. Em bên đây à? Cậu còn muốn giải thích cái gì nữa hả? Thì vừa nãy em chỉ nói đùa thôi mà. Đùa đùa cái gì? Cậu có biết chỉ cần một cái câu nói đùa của cậu á, nó rơi vào cái vị trí không cần để nói thì nó sẽ gây ra cái hậu quả như thế nào không? Hả? Thì ban đầu em nghĩ hắn ta đã học quá trường sân khấu điện ảnh rồi, thì tính tình phải dễ gần nhỉ. Anh ơi, lão ta nó tính như ma như thế thì em đỡ làm sao được? Không đỡ được hả? Chỉ vì không đỡ được nên cậu định lao vào để đánh khách hàng của tôi chứ gì? Dạ, em đâu dám mà. Còn không dám à? Với ai thì tôi không biết, chứ còn với cậu là cậu sẽ dám đó. Thế nên tốt nhất bây giờ trở đi á, cậu ngậm cái mồm lại cho tôi. Lúc nào tôi cho phép nói thì lúc đấy cậu mới được nói. Hiểu chưa? Nhưng cái gì? Từ nãy giờ tôi nói cho cậu mà cậu còn không hiểu à? Không tôn trọng lời nói của tôi à? Lại cái gì nữa? Nói đi xem nào. Sếp giấm vào chân em đấy này, đau chết bà được đấy. Sao không bảo? Thì sếp có cho em nói đâu mà bảo. Thế có sao không? Em không biết có sao hay không, nhưng nguy cơ sếp phải bế em về nó cào lắm. Bế hả? Dạ vâng ạ. Được rồi, lại đây tôi bế. Dạ thôi em. Nào, bế nào. Thế không đứng lại tôi bế hả?